Ngoài đây là sản phẩm cái gói massage vai gáy ha. Thì sản phẩm này mình muốn khởi động mình bấm giữ cái nút nguồn ha, chứ mình bấm bấm bình thường nó sẽ không có hoạt động đâu ha. Đây mình ấn giữ cái nút nguồn này, sản phẩm nó hoạt động đảo chiều nè. Đây là cái chế độ mình nhẹ ha, mình nhẹ. Này đèn hồng ngoại ha, rung đèn hồng ngoại rung mình lúc này. Okay. Với lại mình lưu ý nữa là cái sản phẩm nguồn này là sản phẩm sạc ha, thì nguồn nó vào chỉ 5V thôi ha. Thì nó sẽ kèm theo cái jack theo này, cái jack USB theo này mình dùng để sạc ha. Lưu ý là cái chuôi này á thì nó sẽ nó giống cái chuôi mà của cái adapter 12V mà thông dụng sử dụng á, thì mình không nên, nếu trường hợp mà mình sử dụng cái cục adapter 12V mình ghim vào nó sẽ bị cháy cái mạch ha. Lưu ý vấn đề này, mình phải sử dụng cái dây dắt kèm theo nè, USB mình cắm vô củ sạc 5V mình sạc thôi. Ok nhé.